Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một cây sơn liễu đọt đỏ nha. Quay coi. Dòng sơn liễu này anh chị về có thể hạ thủy nha, vào hồ cá hoặc hồ long bộ ghép tiểu cảnh nha anh chị cô chú. Cây này form của nó là hạ thủy vào hồ cá hoặc hồ long bộ là y form nha. Cái này cái vành tổng là 35 nha anh chị cô chú. Cái tán cao là 45 nha, còn cái tán ngang của nó là 85 nha anh chị cô chú. Cây rất già cây nha. Sau đây nó lên cụm đây nha. Đây nó có đánh một cái co. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ em luôn. Rồi dừng lại thôi.